Xin chào các bạn, trong clip này tôi xin hướng dẫn các bạn các cách để mà tạo ra một file PowerPoint. Thì để tạo ra một file PowerPoint thì ta có 3 cách. Cách thứ nhất đó là tạo ra một file PowerPoint hoàn toàn tạo mới hoàn toàn một file PowerPoint. Cách thứ hai đó là bạn tạo một file PowerPoint từ một các mẫu hay còn gọi là các template có sẵn của mình. Cách thứ ba đó là bạn sử bạn sử dụng các template có sẵn của Microsoft. Thì tùy vào yêu cầu nội dung cần trình bày của mình mà bạn chọn các cách cho phù hợp để mà công việc trình bày bằng slide PowerPoint của bạn có hiệu quả thì khi bạn mở chương trình Microsoft Office PowerPoint 2007 lên thì mặc định đó là tạo mới hoàn toàn một file PowerPoint thì để tạo một file PowerPoint từ các template có sẵn của mình thì bạn chọn vào biểu tượng Microsoft Office sau đó chọn New như bạn thấy đây là các template có sẵn của tôi. Còn trong trường hợp mà bạn đã muốn tạo mới một file PowerPoint mà từ file PowerPoint trước của mình thì bạn chọn New from existing. Sau đó bạn chọn đường dẫn tới file PowerPoint mà mình muốn tạo. Đây tôi sẽ chọn một cái mẫu. Sau khi bạn chọn mẫu template có sẵn của mình rồi bạn nhấn Create. Và bạn thao tác với các slide bình thường. Thì để nhập vào để nhập nội dung thì bạn click vào và nhập nội dung bạn cần trình bày vào slide. Và để tạo mới một slide thì bạn tương tự bạn nhấn new slide. Hoặc là chọn new slide. Thì ngoài ra để mà tạo mới một file PowerPoint thì bạn còn có thể sử dụng lại các templates mà Microsoft hỗ trợ sẵn cho mình. Thì bạn vào Microsoft Office button và bạn chọn New dưới một Microsoft Office Online sẽ liệt kê ra các file PowerPoint theo chủ đề theo, theo từng chủ đề để sử dụng được chức năng này thì bạn phải có kết nối internet để mà download các template này về máy của bạn đây có rất nhiều lựa chọn để cho bạn chọn. Thì đây tôi sẽ ví dụ mẫu một cái template có sẵn của Microsoft. Ví dụ như tôi chọn vào Design Slide và tôi chọn vào một Business. Đây, khi tôi chọn vào một Business thì sẽ hiện thị ra rất nhiều template để mà tôi chọn. Thì tùy theo yêu cầu nội dung của slide PowerPoint mà tôi sẽ chọn các templates phù hợp với nội dung của mình. Đây là, đây là khung review sẽ giúp cho bạn hình dung ra được file PowerPoint của bạn sẽ trông như thế nào. Đây tôi sẽ chọn thử một mẫu. Sau khi bạn chọn được mẫu template vừa ý của mình, bạn nhấn download. Sau khi bạn nhấn download xong thì chương trình sẽ tải các mẫu template đó về máy của bạn. Đây là mẫu template tôi vừa mới download từ Microsoft. Sau khi download về thì bạn vẫn tiến hành thao tác bình thường và nhập nội dung mình muốn trình bày vào. Như vậy tôi vừa hướng dẫn xong các bạn cách tạo mới một file PowerPoint thì tôi hướng dẫn các bạn ba cách để mà tạo mỗi một file PowerPoint thì dựa vào yêu cầu của nội dung trình bày trong slide PowerPoint của bạn Và bạn chọn các cách phù hợp trong clip tiếp theo tôi sẽ tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cách tạo ra slide hiệu quả nhất và nhanh nhất đáp ứng cái yêu cầu công việc của bạn hẹn gặp lại